meeting is supposed to start in 10 minutes. Where are you? I'm not sure I'll make it on time. I'm still stuck in the morning traffic. Well, just get here as soon as possible. I'll let the boss know what's going on. Thanks, and just fill me in later on the details that I miss. The meeting is supposed to start in 10 minutes. Where are you? I'm not sure I'll make it on time. I'm still stuck in the morning traffic. Well, just get here as soon as possible. I'll let the boss know what's going on. Thanks, and just fill me in later on the details that I miss. Cấu trúc I'm not sure if. Đây là cấu trúc để nói là tôi không chắc về một cái gì đó. Thì nghe cái cấu trúc thôi thì các bạn cũng có thể đoán ra được cái dạng của cấu trúc này là gì, đúng không ạ? Đây là dạng phủ định. Dạng phủ định cho nên chúng ta có chữ not để chúng ta nói là tôi không chắc về điều gì đó. Có cái điểm lưu ý ở đây thôi đó là cái chữ if này các bạn hoàn toàn có thể thay thế được với cái chữ that. Bởi vì đằng sau if và that thì chắc chắn là chúng ta phải có một cái mệnh đề để làm rõ cho cái chuyện mà chúng ta không biết đó là cái gì, đúng không ạ? Không chắc đó là cái gì. Ngoài ra thì cái chữ sure này các bạn hoàn toàn có thể thay thế nó bằng cái chữ certain hay là certain đó, với một cái ý nghĩa tương tự. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập với một vài ví dụ thêm của nó nha. I'm not sure if I can go grocery shopping today. I'm not sure if I can go grocery shopping today. Ví dụ thứ hai. I'm not sure if my sister can make it to the reunion tonight. I'm not sure if my sister can make it to the reunion tonight. Hay các bạn cũng có thể nói là I'm not certain if my sister can make it to the reunion tonight. Ok, nếu như các bạn thấy video này hay và giúp ích gì cho mình thì hãy nhấn đăng ký fanpage của tụi mình cũng như là YouTube để tiếp tục theo dõi những cái video kế tiếp của tụi mình nhé. Xin chào!